Màu xanh dương còn gọi là màu xanh da trời hoặc là màu xanh nước biển đó các em. Anh sẽ tô cho cái phần nước dưới này. Một chú cá đang bơi ở dưới nước này. Anh xin chào tất cả các em nha. Và chúng ta lại gặp nhau trong những video tiếp theo của anh các bạn. Và trên tay anh đây, vẫn như thường lệ anh sẽ cho các bạn xem này. Đây là một chú cá rất là dễ thương đúng không ạ? Một chú cá biển này, một chú cá heo đúng không các bạn? Và anh sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một bức tranh như thế này nha. Và các bạn hãy theo dõi hết video và xem là anh hướng dẫn các bạn vẽ như thế nào này. À, từ đây này. Từ đây, anh vẽ vòng lên này. Rồi vòng lên trên này, vòng ra đây, vòng xuống này, kéo vòng xuống. Được chưa nào các em? Và từ đây, anh kéo vòng cung xuống chỗ này, vào trong này. Rồi kéo vào trong này, anh gạch đường đây. Và từ đây, anh kéo vòng lại, ngoặt lên đây. Ok chưa? Và từ đây, anh kéo vòng, rồi kéo ra đây. Và từ chỗ này, đây từ chỗ này anh kéo vòng cung, kéo vòng xuống, rồi nối vào trong này. Và từ chỗ này anh kéo vòng xuống đây này, kéo vòng xuống, kéo lại lên này. Rồi từ đây anh kéo ra đây, nối với điểm này. Ở trên này, từ chỗ này anh kéo một vòng cung ra đây, kéo xuống dưới này, nối với điểm này. Chưa các em? Và ở đây này, anh vẽ một vòng ở đây, anh kéo lên, bo tròn, kéo xuống. Rồi gạch một đường ở đây, kéo lên, bo tròn, sau anh kéo xuống đây. Và trên này anh gạch một gạch, rồi gạch một vòng, kéo lên này. Ở bên này anh gạch một gạch, đây anh vòng cung, chưa các em? Và ở trong này anh vẽ một vòng ở đây, một vòng ở đây. Rồi ở trong anh vẽ một vòng cung này, bên này cũng một vòng cung này. Rồi anh vẽ một vòng tròn nhỏ này, anh tô đen lại. Bên này cũng một vòng tròn nhỏ, rồi anh tô đen lại. Ok chưa các em? Và ở đây anh kéo thẳng ra đây này, rồi hơi cong đây một xíu. Và từ chỗ này anh kéo vòng uốn lên, rồi lượn xuống này. Rồi tiếp theo là chỗ này anh kéo vòng cung ở đây. Ok chưa nào? Và từ chỗ này anh kéo lên đây một vòng. Rồi từ đây anh kéo ngoạch xuống, ngoạch lên, ngoạch xuống, kéo ra đây. Rồi kéo này, kéo xuống, ngoạch lên này. Rồi từ đây anh kéo ngoặt lên, rồi đến chỗ này, rồi anh bo xuống kéo nối điểm này, được chưa nào? Và tiếp theo ở trên này anh vạch một đường cong hơi cong ở đây nhá, một đường hơi cong này. Và ở dưới này này, từ chỗ này anh vẽ vòng lên, kéo ngoặt lên này, rồi bo vòng xuống. Trên này cũng vậy, kéo ngoặt lên, bo vòng xuống đây. Rồi từ chỗ này anh gạch một vòng ở đây này. Ở đây anh gạch xuống, ngoặt lên, ngoặt xuống, kéo ra đây, bò, kéo lại đây này. Và ở đây anh vẽ một trái tim ở đây, rồi những giọt nước ở đây, hình bầu dục này, những giọt nước hình bầu dục nha các em. Rồi ở đây anh vẽ những cái sóng này. Và chỗ này anh cũng vẽ một trái tim này, một trái tim ở đây này, rồi những giọt nước này. Và ở trong này anh vẽ một vòng đây, rồi vòng lên này, giống con cò bay đấy các em. Ok chưa các em? Và bây giờ anh sẽ tô đậm này. Và các bạn hãy lấy bút màu của các bạn ra, những bút màu nào đẹp nhất này, và bút sáp cũng được nha. Và chúng ta hãy bắt đầu tô màu này các bạn. Và đây là bút màu của anh này. Và chúng ta hãy bắt đầu nha các bạn ơi. Và chúng ta bắt đầu tô màu. Trong cái miệng này anh sẽ tô màu hồng này các em. Cái miệng anh sẽ tô màu hồng nhá. Rồi ở phía ngoài này anh sẽ tô màu này là màu bạc đấy, nó hơi bạc một xíu này, màu đen bạc đấy các em, màu đen bạc này. Tô ở phía ngoài này nó hơi nhạt nha, chút nữa anh sẽ tô lại cái màu khác, anh sẽ tô lại cái màu nó đậm hơn xíu này. Rồi anh sẽ tô lại cái màu nó đậm hơn một xíu, cái màu đen bạc đấy các em, anh sẽ tô đậm lại một xíu nữa, màu đen bạc nha, màu này màu đen bạc nha các em, nó hơi bạc đúng không nào, màu đen bạc. Anh sẽ tô cho cái phần dưới này một chú cá rất là dễ thương đúng không các em. Rồi ok chưa các em? Và ở chỗ này anh sẽ tô màu này là màu xanh vàng đó các em. Màu xanh nó hơi vàng đúng không nào? Màu xanh vàng. Anh sẽ tô cho cái phần thân ở trên này. Màu xanh vàng nha. Rồi bây giờ anh sẽ chở đầu, cái đầu ngòi to ấy, anh sẽ tô cho nó nhanh nha các em. Đây anh sẽ dùng cái đầu ngòi to này, anh sẽ tô cho nó nhanh cho em xem nha. Ok.
các em nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video này cho mọi người cùng xem nhé các em. Và các em hãy lấy giấy bút ra này, em xem video của anh và xem anh hướng dẫn như thế nào. Các em vẽ theo anh này, và các em hãy lấy bút màu ra, ta cùng nhau tô màu nhé. Rồi, ok chưa các em? Và phía trên này nữa, anh sẽ tô màu này luôn nhé. Và cái đuôi anh cũng tô màu vàng xanh luôn này, màu xanh vàng hay là màu vàng xanh nhá. Tô cái đuôi luôn, ok chưa nào? Và chỗ đây nữa, anh sẽ tô chỗ này nữa nha. Và tiếp theo là đến nước này, nước chỗ này anh sẽ tô màu xanh dương đấy các em. Màu xanh dương còn gọi là màu xanh da trời hoặc là màu xanh nước biển đấy các em. Anh sẽ tô cho cái phần nước dưới này, một chú cá đang bơi ở dưới nước này, đang chơi đùa ở dưới nước rất là dễ thương này. Và những giọt nước trên này anh cũng tô màu xanh dương luôn này. Và chỗ này anh cũng tô màu xanh dương luôn đấy các em. Chỗ đuôi này, một chú cá đang đưa cái đuôi của mình lên trên mặt nước đúng không nào. Và những giọt nước anh cũng tô màu xanh dương này, ok chưa các em? Và chỗ này anh cũng tô màu xanh dương này,